Phải nói là chưa ngờ hát hôm nay sinh nhật Văn Thủy phấn khởi quá. Vẫn vẫn đang quay thỉnh thoảng, đang like chờ chuyên Văn Thủy. Văn Thủy mới không mà cái mic này nó hơi góc cạnh một tí. Mic tuyệt vời, mic quá tuyệt vời. Đi đâu ra đi chứ không ạ? Cũng không phải, bác chọn nghề tông. Tông này là tông này là nhưng mà từ từ bây giờ chú Xuân này hát bài gì để MC MC đâu MC MC again mời MC mic đầu gà anh cho em mượn cái mic đầu gà ngay rồi xin phép bây giờ là mời xin phép mời MC again mic đầu gà rồi. Vang lắm rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gì quý khách, sau đây là nhạc phẩm. Thấy chưa em? Thấy chưa em? Thấy không em đôi núi đẹp dầu. Thấy không em mình đẹp dầu. Bình quá thì chú lại hát bài giác từ vũ khí. Còn nghe quen tiếng trong trường ta. Ông gửi em người con họ đúng không? Đây là micro. Nếu mà cái này nhỏ quá mình cho cái này. Đây đấy là micro. À không, anh ơi, anh chị ơi. Đừng nói là nó nhỏ. Đúng rồi. Mình hát này nó hay. Nhiều khi mình lại hát mộc mạc. Một trở về đây là chuẩn hai tầng một tầng năm. Chuẩn lít 185. Này không nhầm là 37 đấy. Cộng lại 37. Đây là hàng cộng cả một căn bia. 1851 thì cộng lại là bao nhiêu? 37. 37. 02. Cộng một căn bia 15 cân. 37. Ôi giời ơi. Cộng cả căn bia. Cộng tiền tính thiệt. Hay là 23 185. Nhưng mà là cục trầm Tài Xuân ơi. Bia thì cháu cục trầm. Đây cục trầm bia này của cháu đi lạnh toát từ cái lúc mà bắt đầu khởi động thôi. Ra đây được, cái này được, bit này được. To lên. Mở màn hình đọc cái. Chi gì rồi, hết rồi. Và bây giờ ban tổ chức xin mời MC vào cuộc. Đợi lâu quá. Sau đây là nhập cái đầu gà ông ăn ngã ngồi còn đâu nữa đầu chưa có gà. Dân ca hay gì đấy em bài gì bài gửi bên con họ đây. Alo 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 sau đây xin kính mời các anh xin đón nghe mấy trăm người xem khoảng 33 triệu lượt xem rồi. Bây giờ là nhạc phẩm mới được có hơn 1000 gửi người con họ đúng không? Sau đây do ca sĩ vừa nãy như Xuân rồi Thanh Xuân trình bày. Đang Xuân. Xin các bạn cho một tràng pháo tay. Pháo tay, pháo đầu. Hô nào. Xin mời ca sĩ lên sân khấu. Không cần lên sân khấu, cứ cầm mic phang luôn. Hôm nay là đặc biệt sinh nhật ở Bắc Thủy. Ôi, đang mở đâu? Chưa, đang nói, ca sĩ đang nói. Đang nói đi. To, hắn tặng. Đúng rồi. Sau đi hết tháng 4 đi. Tặng nào. Đúng rồi đấy. Trân trọng giới thiệu cái bác này để gà mông. Gà mông, đen, gà. Mông, đã mông đen lại còn tí mồm. Mà mong một đĩa em một chưa đến làm quan họ tròn tình nghe kênh hát trao duyên em chưa đến trong sân khấu mà đời cứ sống chết. Được lơ chết cuộc đời em cũng chẳng bước đến bao giờ ngồi tâm an thuyền một câu hát đời chờ anh chưa đôi chiếc non
mà hỏi xem Ngọc đã bị hẹn mình. Này thì Ngọc này. Đấy, đấy. Đấy mới là Ngọc này. Này có mic đâu, này chưa được đấy. Mà ông này vào dưới nhà tôi lúc này thì có vẻ vui nhỉ. Thân đi hồi mùa xuân. Anh đang ở nơi ấy là kỳ thế. Em hát dân ca, anh thích yêu câu quan họ quê nhà. Có niềm tin mang tình yêu vô bến vô bờ. Lời thủy chung son sắc từng giờ. Cùng Ngọc câu họ hẹn. Lần sau nghe Ngọc đọc thơ. Anh đang ngồi trong anh thắng mặc dù xa. Chỉ hết có lít mất rồi. Nhưng mà nghe cái nhạc nhỏ kia bình thường hay không thôi. Hả? Bóng xe. Thôi rồi, tất cả tình cảm của anh em nhà em lanh quanh chỉ là chúc chị Thủy đẹp của em chúc sinh nhật luôn luôn vui khỏe hạnh phúc và luôn lan tỏa tất cả những cái giá trị yêu thương đến cho anh béo của em. Thay mặt gia đình rất cảm ơn các anh các chị các em đã đến chung vui với chúng tôi. Gia đình xin cảm ơn và trân trọng. Và trân trọng uống tiếp. Rồi, bao xe đi.